lộn. Giống đất tao. Buông ra. Buông ra. Buông đi. Nắm đi cậu lại. Nắm đi cậu lại bà mập. Nắm đi cậu lại. Mình là Bob. Ok, hello, xin chào mọi người, mình là Kia. Thì hôm nay các bạn sẽ quay trở lại với Human the Full Flash. Đó, thì hiện tại là do tập trước là không có biết vẽ skin, không biết tạo skin á, nên là bây giờ là cả ba thằng đều có skin khác nhau rồi. Đó, hiện tại là Bobby nó là màu hường, heo màu hường. À, hiện tại giờ hai thằng nó đang nó rất là biến thái nên là mặc nên là mình mặc đậu phộng vải kiếu thứ gì á. Lên. Lên, mày buông ra ba. Đi lên. Hai thằng là kéo nổi không? Có bận lắm. Đó, ok, như đã hứa với các bạn thì tập 2 này tụi mình sẽ vượt qua cái thử thách thứ hai ha. Và vô. Những tấm nệm đó các bạn. Kéo lại. Ê để chồng lên chứ ba mi, để chồng lên mà. Bây giờ đang đi qua nè. Cái gì vậy ba, cần thằng thôi ba. Ê tao cần trước đi. Trời ơi, có nó chồng kìa. Rồi. Nó luôn rồi. Nó đè tao rồi. Từ từ. Ê, chứ phải đè tao luôn mày. Tính qua. Kìa, né ra. Rồi, lên đi. Đâm đít vô đi vậy. Mày buông cái đít con gà. Thằng quý. Hết thằng mỏ mập đâm đít tao thì giờ các mày đâm đít tao nữa. Rồi, nhích nó tới xin nữa. Đây, nhích coi, nhích cho. Đi ra, bỏ mập. Ừ. Nắm tay tao hoài. Đó, ok. Mày, chuyên nghiệp mày. Cái thử đâu coi lên được chứ. Ghê hả? Tao lên rồi nhá. Ghê hả? Từ đi ra bà bạp đi ra. Mày nắm cái tấm nệm kia chi? Thả nó đi. Mày đang nắm hai tấm nệm luôn á ông nội. Đây là ba. Trời đất ơi. Tao cũng rảnh lắm. Đập vô. Rồi. Đó, bể luôn, ghê chưa. Ủa ghê hả? Ừ. Để nó kéo qua trái coi được không? Thôi báo. Rồi kéo ra đi, Mami, kéo ra. Thả cái mình ra, thả mình ra. Đó, đúng rồi, đó, phải vậy chứ. Chị ba đang cái đứa chừng mà thả cái mình ra ba. Đi nè, tới rồi nè, đi nè. Rồi. Ủa, Wrecking Ball. I like it, Michael Wrecking. Hay lắm kìa. Tắt tiếng luôn, tí nữa đó, cỡ đó là tắt tiếng luôn. Ghê vậy. Ghê. Hiểu. Anh bảo. Sao nó tắt kỳ vậy? Anh dưới đúng rồi á. Bảo là anh đi áo vàng. Hey. Quá ơi, nó còn bảo làm nữa các bạn. Bảo chưa. I like you like a wreck. Về lại. Ê, đừng có đóng nữa. Rồi thả ra đó, thấy chưa? Thấy tao có bụng không? Ok, hợp lý. Giờ tao muốn quay mặt lại cho tụi người ta coi, quay sao? Tao quên rồi. Quên cái nút đó. Mình coi cho các bạn coi nè, mình là áo heo, đít heo, là mặt heo luôn rồi các bạn. À, không coi được ha. Chuyển lại cái là không coi được, tao quên cách chuyển rồi, thôi mặc kệ đi. Cái đằng trước của mình có chữ Kia đó mà bị che mất rồi. Đó, cởi rồi nè. Tự nhiên trên này có nguyên cái thùng rác không biết làm gì luôn nè. Ông mày là chuyên gia đi kiếm thùng rác của thiệt á. Đẩy xuống đúng không? Ê, không phải, đừng có đẩy xuống. Ủa chứ sao? Ủa mày đang trên sân thượng hả? Mày đẩy gì chết quá kìa ba. Ủa không đẩy xuống thì đi đâu? Để đi xuống lại đó mày. Bên đây nè, chỉ cho nhìn phải biết thì... À bên này nè ba mi. Bây giờ đó chỉ cho nè, đó đẩy đít xuống, đẩy đít xuống. Bậy ơi không phải, bậy bỏ ra, đây nè, mày ngó ra bên đây nè. Đó, trời ơi. Vô. Thôi nghỉ. Ủa, bà mập nó lọt qua bển kia. Chết xa dữ vậy. Rồi, tụi bảo chỉ diễn duy nhất lần rồi nha kia, nhìn kỹ nha kia. Đè mập quá. Được hết. Rồi nhưng mà làm sao mày lên đây nhanh được? À lên được mà. Mày nhảy lên. Lên được mà, dễ ôm luôn á. À vậy là cái thùng rác hồi nãy là phải đẩy qua gần cái chỗ kia nhảy lên thùng rác xong. Điều khiển cái cục nó đập bể cái tường bên đây đi. Ủa vậy luôn hả? Ủa sao mà đi bay sao lên đi xa lên làm gì? Ai biết. Đó mà đi luôn đó. Trời ơi quá chuẩn. Ủa mà đập được ta?
Đó, con qua rồi nè. Đây có công tắc nào mở cái này xuống không kia? Chết rồi, tự nhiên con nhảy qua bên này chi chờ trong khi con đi qua bên kia mới đúng chứ. Rồi, ok, con sẽ dùng sướng chớn, con nhảy qua bển luôn. Từ để ta coi kia nó diễn lần thôi. Ghê chưa, ghê chưa. Nó bắt chúng mà bơi. Ui, nó bể luôn rồi. Rồi, rất cảm ơn. Mà cũng may là không sao. Sao phức tạp dữ vậy ta? Qua được mà. Rồi giờ làm sao đi qua đây giờ ta? Đạp vô. Ê, cha. Không có sức. Ê, cha. Đó. Đặt bể luôn á hả? Ừ, phải vậy chứ. Rồi bấm nút đặt ở đó luôn nha, đặt luôn nha, đặt cái cây trên đó luôn. Rồi. Cửa. Ủa đặt sao đâu ra? Đặt cái cây trên cái nút luôn. À rồi, ok, được rồi, đi luôn. Rồi vô cửa nè. Hey. Con nó cũng đặt nè. Ủa trong đó có gì hot không vậy? Có. Đâu? Diễn kìa. Mày kéo xuống. Diễn bắn á. Mày làm gì vậy? Về nhà đóng cửa mà làm hả? Mở ra hả? Ai lấy cái thùng để anh em mà bơi. Ủa để thùng để đâu? Ê, này kéo ra sao tôi xuống. Ủa lấy ra nè, trời ơi thằng quỷ. Rồi nó phải có cái gì giữ lại mày ơi. Nó đóng lại nè. Đâu? À hiểu rồi. Rồi, mở đi. Mở đi kìa. Lấy cái thùng leo chứ. Rồi, nhanh lên bấm up. Cái gì vậy bấm up? Chết bà rồi, cái đầu nhỏ, cái đầu bự quá, lên được các bạn ơi. Không được đâu. Tại vì nó ngay góc này sao vậy được. Cái cây chèn lên cái cửa như vậy là cái dây chèn ở đây. Rồi thả ra thử rồi. Hợp lý okay, chưa? Lên, được rồi, ok lên luôn. Thấy hợp lý chưa? Quá hay. Rồi, tao điều khiển cho đứa nào lên đi, đứa nào nhảy lên đi, nhảy lên luôn đi, Vami, nhảy lên luôn. Cái nút nữa. Rồi, đứng đó nha, rồi, đợi xíu. Rồi, mày bê cái thùng qua đây, mà bê, bê cái thùng qua đây cho nó giữ, nó không tắt nè. Cái thùng hồi nãy bên kia xong lấy ta. À, đúng rồi, cái chèn rồi. Từ lấy này, đóng cửa liền á. Rồi, đem bê thùng qua đây đi. Rồi, kia, điều khiển nó đi. Ủa, ừ ha, cái thùng bên này có mà. Mà nãy cái thùng nó không biết nó đóng cửa không á. Qua cái đường. Rồi, cái đường nào qua đây kia ơi. Chuyển qua đây. Rồi, đang chuyển. Tao phụ cho qua đây. Rồi, dừng em. Rồi, cố lên. Rồi, đẹp luôn. Rồi, ok. Rồi, nhảy qua luôn, Vami, nhảy qua. Đẹp luôn. Rồi, coi tao. Quỷ ghê, nó chưa qua gì hết. Qua đi, chỗ qua đi. Đây nè ba nhảy đường khó quá ba, tao nhảy đường này tao qua cái bồn. Rồi kéo đậu ra luôn. Kéo đậu ra luôn, nhổ tóc ra. Mày bu ga, thằng quỷ. Ok, lộ đạn, quỷ ga nó vô mất nết. À lên nè, hey. Sao lùn dữ ta? Hey. Ok. Mày nặng quá heo. Má mập quá. Trời ơi, nặng dữ vậy. Nặng quá. Ok. Kìa chú là chú nha con. Yeah. Tao qua bên này được rồi nè. Ủa qua bên này là đúng đường không vậy trời? Ừ qua mà thấy không đúng thì quay lại. Tao cũng biết nó đúng rồi. Đó, mày nắm cái chỗ mà gây giống của tao rồi đấy. Bỏ xuống rồi. Lũ đạn quỷ máu. À nó bể tường nè. Trời đất ơi. Mày bay đâu rồi? Ủa giờ làm sao lên được cho nó? À, ok. Mày có thể đặt cái tường cho tao qua được không? Hả? Lên đi ba. Tao đang cố gắng mở đường cho tụi bay lên luôn nè. Tao qua luôn rồi. Ngon. Rồi, đợi ba xíu tao qua gần tới rồi. À, đây. Ở bên này nó có cái cửa. Cái vụ án gì đây? Lũ đạn. Mày chưa qua nữa, Bami. Rồi, tao qua gần tới rồi. À ừ, gần tới, còn tao thấy mày đang đứng ngay chỗ kia, nó kêu gần tới. Vụ án gì đây? Mày không thấy gì hết trơn đó, giờ tao đâu tới gần cổ rồi nè. À lấy cái đập vô kiến đi. Nè, đang đập. Tao đang... đã chuột chân hụt ra ngoài nữa chứ. Cái này có lối nào đi qua kia không ta? Có nè, đây nè. Tao đang lấy nè. Đúng. Thầy da bên kia kìa. Ủa, rồi, à đây nè. Đó.
Chi vậy? Ồ. Mấy người chưa rồi đứng yên đó chưa đứng yên đó, đứng yên đó. Nè 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 nè. Đây nhanh lên mày, mày lâu quá. Mày đâu rồi? Tao bay đâu rồi? Lên lên trên này nè má. Thả cái ghế xuống nó mới xuống được. Đó, thấy chưa? Rồi đi luôn, đi luôn, đi luôn, đi luôn. Nó lên rồi, nó lên rồi. Lên được không? Kìa, nó lên kìa ba, chứ mày lên được gì nó mà không lên được. Nó đang nắm cái đầu ra kìa. Người ta không... Đó, nó lên rồi đó, thấy chưa? Trời ơi, tụi lo nha, tụi lo nha. Goodbye, baby. Rồi, bây giờ cái này là sao ta, sao ta? À, thiếu cái thùng, thiếu cái thùng. Thiếu cái thùng. Quay. Wow! Đi xiết luôn. Đó xiết luôn. Kìa kìa, nắm đầu tao lên kìa ơi. Mày đang đâu? Dưới. À! Đâu? Kìa nó té rồi. Lên lên lên. Rồi lên. Ôi! Ủa? Sao nặng dữ vậy ta? Ta nhảy cái một qua rồi ba. Ủa, tao nắm lộn. Nắm đất tao. Buông ra. Buông ra. Buông đi, cái nắm đít cậu lại. Nắm đít cậu lại ba mập. Nắm đít cậu lại. Bỏ. Rồi, ok, khổ quá. Nhận đi sự. Nắm đầu nó lên sai rồi ba. Rồi, 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 mày đặt nó đứng đó đi ba mập. Ê, con kia bên đây, con kia bên đây. Vô, vô. Rồi xong. Rồi. Rồi hợp lý ha. Rồi vô. Vậy đi khỏi suy nghĩ làm gì vậy mày. Chơi nhiều người nó có lợi thế ha. Rồi xong đi tiếp. Khỏi suy nghĩ. Mệt đít. Vậy chứ. Đó, con bấm xuống rồi đó. Ủa là có gì nữa? Không cần phải đi lấy đồ đâu ba. Cứ thằng nào cũng qua đây sell lại cái xong đi tiếp. Ở dưới này nó có cái gì này? Dưới này nó có cái level nè. Rồi làm sao đập cái đó? Ờ lấy đồ đập. À, xe nâng. Rồi lên, 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 lên. Cái gì má? Lên thì đúng rồi đó nhưng mà... À trời ơi, đặt cái miếng kia vô, vô mi, đặt cái miếng kia vô. Miếng sắt lên. Rồi, ngang lại. Trời đất, mẹ ơi, nó quơ kìa. Rồi, ngang qua. Nè, cái cười. Rồi, tới xe nữa. Ê, chưa, rồi. Rồi, ok, rồi, lên. Nó đang nâng vòng chỗ rồi, từ nâng vòng chỗ rồi. Nghiêng qua, đi thẳng lên. Con heo đi ra cho khác chơi. Rồi, nghiêng qua, và bi, đi ra, và bi. Con heo lại, đi ra đi. Đi ra. Đó, qua được kìa, mày làm cái gì không? Rồi, lên, đi ra, và đi ra. Rồi, ok, rồi, thả ra, rồi, ok. Rồi, lên. And. Hey. Ơi. Trời ơi, hú hồn, mém rớt. Rồi, lên luôn, ok. Lên luôn, ok. Ồ, chỗ này nó bị kẹt cái gì nè. Ba mi, giật ra, ba mi ơi, giật ra nè, ba mi, giật ra. Rồi. Cố lên. Ok. Rồi, thả nó xuống luôn, thả cục này xuống. Rabbit. Yeah! Hay quá! Để kiếm luôn! Rồi giờ đi dọn miếng chai luôn! Ủa rồi giờ sao lên? Rồi, để bật cái level để coi nó mở cái gì? Ok, mày bật cái level đi chứ bây giờ tao thấy là không có đường để đi lên rồi đó! Miếng chai nhiều mày ơi! Hơi cha! Hơ! Không đắt xong nó kẹt cái được luôn. Yeah. Ủa quá đó hả? Quá rồi. Ghê thằng Ramboi qua luôn. Ghê thì. Ủa sao bị nhốt vô tù nữa rồi ba? Ai biết đó là cặp sau mới biết được ba. Đúng rồi. Tự nhiên tụi mình qua được xong rồi tự nhiên giờ nó cho vô trong cái lâu đài các bạn bị nhốt luôn rồi. Bây giờ phải kiếm được cái gì khó. Mày biết không? Giờ tao sẽ kiếm cái đứng đầu đây. Hai cái đầu cũng được, đập vô đây nè là tự nhiên là nó mở cửa. Đúng rồi, đập đầu vô đó là tự nhiên chìa khóa lồi ra. À có một đá nè. Hay là mình lấy cục đá mình đập cái cửa đó mày ha. Nhớ ba đó cặp sau đi ba. Đó. Rồi đó, ok các bạn thì ba đứa mình sẽ dừng video nha.
Thì tụi mình đã thấy được cái công trường rồi các bạn ơi, bây giờ nó cho tụi mình như lâu đài rồi. Thì để diễn biến mà lâu đài bên kia như thế nào thì các bạn hãy chờ đó xem ở tập 3 các bạn nha. Rồi các bạn thích video này nhớ để lại cho ba đó mình một like, một share nhé. Xong rồi nhà đầu của ba đó mình nhận thêm nhiều video này các bạn nhé. Bye bye mọi người. Bye bye. Bye bye. Xong.